Nhi Phúc xin kính chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, Ba Tri là huyện cuối cùng giáp biển Đông thuộc Cù Lao Bảo của tỉnh Bến Tre. Vùng đất này được khai khẩn từ khoảng thế kỷ thứ 18 do những lưu dân từ miền Trung vào. Và từ lâu, Ba Tri được biết đến là nơi địa linh, nhân kiệt. Trong chương trình ngày hôm nay thì Diễm Phúc xin mời quý khán giả cùng tìm lại những dấu xưa gắn liền với những câu chuyện cũ của các bậc tiền nhân trên vùng đất này. Đền thờ và mộ của nhà giáo Võ Trường Toản tại xã Bảo Thành. Nằm trang nghiêm trên một mảnh đất cao ráo ở một vùng quê ven biển, khu mộ và đền thờ của nhà giáo Võ Trường Toản được tỏa bóng mát bởi những tán cây, những nhành hoa rực rỡ, như tấm lòng tôn kính của bao người con xứ sở này dành cho một bậc danh sư. Võ Trường Toản là người học rộng, có tài thao lược và đức độ hơn người. Ông là một nhà nho lớn, một nhà giáo lỗi lạc ở miền Nam vào thế kỷ thứ 18. Học trò của ông có đến hàng trăm người, trong đó có những người rất tài giỏi và được triều đình trọng dụng. Thì đào tạo rất là nhiều học trò, trong đó có các vị như là Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Lê Quang Định, Ngô Tùng Châu, đó là những cái học trò bậc lớn. Tuy không ra làm quan, nhưng Võ Trường Toản được các vua nhà Nguyễn hết lòng kính phục bởi tài năng và đức độ. Ông mất ngày 27 tháng 7 năm 1792. Khi hay tin ông mất, chú Nguyễn cảm mến, tiếc thương, ban cho phong hiệu cao quý là gia định sử sĩ Sùng Đức Võ Tiên Sinh và được an táng tại làng Hòa Hưng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Khi mà giặc Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông, thì cụ Phan Thanh Giản cùng với cụ Nguyễn Thông, đốc học Vĩnh Long, phối hợp với một số bô lão người địa phương cải táng cụ Võ Trường Toản từ Hòa Hưng, Bình Dương, Gia Định về đây vào năm 1867. Thưa chú, ở đây con có thấy là một văn bia. Không biết là văn bia này do ai thành lập với cái nội dung như thế nào ạ? Tức là theo chủ trương của cụ Phan Thanh Giản và cụ Nguyễn Thông thì hồi đó người ta mới lập ra một cái bia. Nhưng mà cái người viết bia, nội dung viết bia đó là lời của cụ Phan. Còn cái người mà lấy cái lời cụ Phan mà đưa vào bia đó là Trương Đức Hinh. Và cái người khắc bia đó là Hoàng Bá Nghiêu, người ở Quảng Nam. Viết vào ngày 28 tháng 3 năm 1867. Chủ yếu là nói về gốc gác của cụ Võ, người ở đâu, rồi lớn lên là hoạt động như thế nào, công cán đào tạo nhân tài cho đất nước ra làm sao. Có đến thăm nơi này, chúng tôi càng thêm tôn kính một người thầy đã khai phát đạo học cho quốc gia và dành trọn cuộc đời để đào tạo nhân tài cho hậu thế. Ba Tri là nơi yên nghỉ của nhà giáo Võ Trường Toản và cũng là nơi gắn bó trong những năm cuối đời của một nhà thơ, nhà nho yêu nước rất nổi tiếng, cụ Đồ Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu sinh ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Ngọ, tức năm 1822. Cha ông là Nguyễn Đình Quy, người làng Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Cái giai đoạn đầu đó, ông Nguyễn Đình Chiểu vừa học ở Bình Dương, vừa mất 8 năm học ở Huế. Năm cụ 22 tuổi đó, thì cụ vào thi ở trường thi Gia Định, đỗ tú tài. Rồi sau đó, cụ trở ra ngoài Huế để tiếp tục thi cái khoa thi năm 1849. Nhưng mà chuẩn bị thi thì hay tin mẹ mất. Do vậy cho nên cụ phải gian dở cuộc thi mà trở về Nam để tang cho mẹ. Phần thương mẹ, phần đi đường xa xôi, bệnh hoạn, cho nên cụ bị bệnh con mắt và mờ mắt. Phải ở một thời gian trị ở một cái ông ngự y ở ngoài Quảng Nam. Rồi sau đó hết bệnh thì cụ mới trở về Sài Gòn và tiếp tục mở trường dạy học.
Nguyễn Đình Chiểu nổi tiếng là nhà nho tiết tháo, sống theo đạo nghĩa. Tuy bị mù, lại gặp thời biến loạn, nhưng ông vẫn là tấm gương sáng như sao khuê trong lịch sử nước nhà vì phẩm chất thanh cao. Điều đó thể hiện qua hai câu đối mà người đời sau ca tụng. Cổng này được xây dựng từ năm 1973. Dạ. Chính giữa mang dòng chữ Nguyễn Đình Chiểu chi mộ. Dạ. Mé phải có câu là tiết tháo nho gia, phong thuận ngao châu, quan nhất độ. Phía trái là tinh thần hiếu tử, triều thinh Nam Hải, chấn thiên thu. Nguyễn Đình Chiểu qua đời ngày 3 tháng 7 năm 1888, thọ 66 tuổi, tại xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tương truyền rằng khi ông mất, bạn bè thưa chú, bên cạnh những án thơ văn rất là nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu thì con được biết là cụ còn để lại những cái giai thoại rất là thú vị. Thì không biết là những cái giai thoại về cụ như thế nào, chú có thể kể cho con nghe ạ? Ví dụ như năm 1883 đó, thì cái tên chủ tỉnh Bông Sông, chủ tỉnh Bến Tre, biết cụ có nhiều đất đai ở Gia Định, cho nên muốn là thông qua cụ đến là gia giảng để mà nếu cụ chịu thì Bông Sông sẽ quyết định là trả đất lại cho cụ. Thì cụ nói là đất chung còn mất thì đất riêng tôi có xá gì đâu. Do vậy là cụ không chịu nhận cái phần đất đó của Bông Sông. Những án văn chương bất hủ như Lục Dân Tiên, Dân Tế Nghĩa Sĩ Cần Duột hay Ngư Tiều Y Thuật Vấn Đáp luôn ngời sáng như cụ đồ, luôn sống mãi trong trái tim của những người con xứ Dừa và cả miền Nam. Xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre còn có một khu mộ và đền thờ của quan đại thần Phan Thanh Giản. Cụ Phan Thanh Giản thì chánh gốc là người tại đây, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm 1825, lúc cụ 29 tuổi thì cụ thi hương ở Gia Định. Và năm sau đó thì cụ ra Huế để thi đình. Trong cái đợt thi đình năm 1826 đó, thì có 200 thí sinh. Trong đó thì có 10 vị đậu tiến sĩ. Thì cụ Phan là đậu thứ 3. Cho nên ta gọi là tam giáp tiến sĩ Phan Thanh Giản. Từ khi đỗ đạt, ông ra làm quan và trải qua 3 triều là Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Cuộc đời của cụ thì cũng có lúc huy hoàng, nhưng mà cũng có lúc cũng đắng cay. Làm quan tới nhất phẩm triều đình, nhưng mà bị giáng cấp thì tới 6 lần. Mà cái lần cuối cùng là khi ký hòa ước ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ mà giao cho Pháp, thì đó là cái giáng cấp cuối cùng. Chiếm hết các tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì thằng Pháp nó lại nhảy vô nó đánh miền Tây. Và nó tiến đánh thành Vĩnh Long, nó buộc cụ là phải giao thành. Và nó áp bức cụ rồi nó chiếm thành. Cho nên cụ cảm thấy là cái vai trò của mình là làm không xứng danh với triều đình. Cho nên cụ về quê tại xã Bảo Thạnh này. Ý là chờ vua có ý kiến cụ thể. Nhưng mà vua thì cũng là bắt vua âm tính. Cho nên cuối cùng là cụ uống thuốc độc mà chết.
Khi Phan Thanh Giản mất, con cháu đã an táng tại xã Bảo Thạnh với một nấm mộ đơn sơ. Đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của ông, một người sinh ra trong nghèo khó và sống thanh bạch chốn quan trường. Khi chết có dạng là gia đình là phải đề những cái chữ theo ý của cụ. Thì cụ dặn là phải là đề là Đại Nam Hải Nhai, Lão Thư Sinh Tánh Phan Chi Cửu. Có nghĩa là một cái học trò già ở góc biển của nước Đại Nam. Vùng đất Ba Tri không chỉ có những bậc thâm nho, trí sĩ, mà còn có những con người bình dị nhưng cương trực, khẳng khái. Và đây là ngôi nhà cũ của ông già Ba Tri, một nhân vật nổi tiếng ở xứ Dừa, Bến Tre. Tại căn nhà của tổ phụ, ông Thái Hữu Chí, cháu đời thứ bảy của ông Thái Hữu Kiểm, tức ông già Ba Tri, kể cho chúng tôi về lịch sử của dòng họ Thái Hữu tại vùng đất này. Ông Thái Hữu Kiểm là cháu nội của ông Thái Hữu xưa, là người gốc Quảng Ngãi, đến sinh cơ lập nghiệp ở Ba Tri vào khoảng thế kỷ thứ 18. Ông xưa có công giúp chú Nguyễn Ánh nên được phong chức trùm cả An Bình Đông, quận Ba Tri. Vào năm 1806, ông Kiểm dựng chợ trong nằm kề bên rạch Ba Tri, tạo điều kiện cho bà con cư dân trên vùng đất này làm ăn, sinh sống. Và khu chợ do ông Kiểm dựng nên ngày càng sung túc. Trong khi đó, chợ ngoài do ông xã Hạc xây dựng trước nhưng ngày càng thưa thớt, nên xã Hạc đã cho đắp đập, ngăn không cho tàu thuyền từ sông Hàm Luông vào chợ trong mua bán. Như ông Thái Hữu Kiểm là quyết tâm là đi ra triều đình để đấu tranh chống bất công này. Và Minh Mạng Sử là tuy là hai làng khác nhau nhưng mà trên con rạch chung. Do vậy cho nên phủ và quận là phải quan tâm phá đập. Từ việc ông cả Kiểm đi kiện mà ngày nay khi nói về những ông già cương nghị đấu tranh cho lẽ phải, người ta hay nhắc đến danh xưng ông già Ba Tri như một minh chứng cho sự khẳng khái, không chuồng chí trước khó khăn. Đó cũng chính là chí khí của những người xưa trong buổi đầu đi khai quang mở đất. Thưa quý khán giả, một lần đến thăm Ba Tri, chúng tôi cảm thấy càng thêm tôn kính, cảm phục trước một nhà giáo Võ Trường Toản, một nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, vị quan đại thần Phan Thanh Giản, hay một ông già Ba Tri cương trực, khẳng khái, hết lòng đấu tranh cho lẽ phải. Tất cả những chuyện cũ, dấu xưa ấy càng tô đậm thêm cho nét đẹp của một vùng đất giàu truyền thống, là những di sản mà người dân xứ Dừa mãi mãi tự hào. Chương trình Chuyện Cũ Dấu Xưa lần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Những phút xin nói lời cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình kỳ sau.